chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 23 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn với những tin tức được cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian tới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai hàng loạt công trình dự án trọng điểm như đường Vành Đai 4, đường kết nối di sản, đường Tân Phúc, Võng Phan với nhu cầu về cát san lấp lên đến hàng triệu mét khối cho mỗi dự án. Để đáp ứng nhu cầu này, tỉnh Hưng Yên đang rà soát các mỏ cát lòng sông có thể cấp phép khai thác. Hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 4 mỏ cát sông được cấp phép có trữ lượng trên 2,3 triệu mét khối nhưng đều sắp hết hạn giấy phép. Hơn nữa, hai mỏ đang bị dừng hoạt động để khắc phục sự cố. Để chuẩn bị nguồn vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên vừa rà soát đánh giá khả năng cung ứng và đề nghị có thể phê duyệt khai thác 5 mỏ cát lòng sông Hồng với trữ lượng trên 5,9 triệu mét khối ở huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Trong đó, lớn nhất là vị trí mỏ tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang với trữ lượng trên 1,8 triệu mét khối. Biến rác thải thành phân bón được xem là giải pháp tối ưu, vừa làm sạch môi trường, vừa tạo ra nguồn phân hữu cơ, bón cho cây trồng, tiết kiệm chi phí sản xuất. Đó là việc làm đã và đang đem lại hiệu quả, được nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện. Một tuần một lần, chị em phụ nữ thôn 1 xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên lại tập trung làm men vi sinh IMO phân phát cho hội viên phụ nữ. Để làm được chế phẩm IMO, chi hội phụ nữ dùng sữa chua, men tiêu hóa cùng với hỗn hợp các loại củ quả như chuối đu đủ hòa trộn với men rượu cám và nước sạch rồi ủ trong 7 ngày. Sau đó, lấy men vi sinh ngâm với các loại rác thải hữu cơ rồi hòa với nước để tưới cho cây trồng mà không cần bổ sung các chất dinh dưỡng khác. Ban đầu, do chưa có kinh nghiệm nên rất ít chị em tham gia. Tuy nhiên, sau khi thấy hiệu quả thiết thực, giảm lượng rác thải ra môi trường, tiết kiệm chi phí trong sản xuất nông nghiệp và đặc biệt tốt cho cây trồng, nên đến nay, toàn thôn 1 xã Quảng Châu đã có khoảng 200 hộ gia đình hội viên phụ nữ thực hiện. Dịch đau mắt đỏ đang bùng phát mạnh trong cộng đồng. Từ sau lễ khai giảng năm học mới, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Hiện tượng học sinh bị đau mắt đỏ xuất hiện rải rác từ ngày khai giảng. Để phòng tránh lây lan, các nhà trường chủ động thông tin đến phụ huynh học sinh qua các nhóm Zalo về diễn biến của dịch bệnh, hướng dẫn học sinh chú trọng rửa tay bằng xà phòng, không đưa tay lên dụi mắt mũi miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang, vệ sinh mắt mũi họng hàng tháng bằng nước muối sinh lý, thường xuyên vệ sinh tẩy rửa trường lớp. Xin được chuyển sang các tin tức khác. Tối qua, Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm 2023 với chủ đề Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ, thu hút đông đảo thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hưng Yên tới tham gia. Đến với đêm Trung thu, các em thiếu nhi được chào đón bằng màn múa lân sôi động, thưởng thức bữa tiệc văn nghệ đặc sắc của gần 80 em trong câu lạc bộ nghệ thuật Măng Non, Nhà thiếu nhi tỉnh biểu diễn. Ngoài ra, các em còn được giao lưu với chú Cuội, chị Hằng, trả lời các câu đố vui và trò chơi dân gian. Kết thúc đêm hội là hoạt động phá cỗ trông trăng trong không khí vui tươi, náo nhiệt, đem lại sự hào hứng cho các em thiếu nhi. Năm nay là năm thứ hai xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ hội Triệu Việt Vương để tưởng nhớ vị vua đã góp phần đem lại một thời kỳ tự chủ của dân tộc. Hiện địa phương đã sẵn sàng cho công tác tổ chức lễ hội. Để lễ hội được tổ chức chu đáo, Ủy ban nhân dân xã Dạ Trạch xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức lễ hội, thành lập các tiểu ban phục vụ lễ hội từ tháng 8. Những ngày này, các đội hình rước văn nghệ đang tích cực tập luyện như múa rồng, múa lân, bát âm, múa sinh tiền, múa đĩ đánh bồng. Lễ hội Triệu Việt Vương mang đậm giá trị văn hóa sâu sắc, không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của danh tướng họ Triệu, mà còn là dịp giáo dục cho những thế hệ sau ý chí vươn lên, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho quê hương. Lễ hội được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 âm lịch. Sáng nay ngày 23 tháng 9, tức ngày 9 tháng 8 âm lịch, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ hội Chọi Châu truyền thống, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội Chọi Châu năm nay có sự tham gia của 16 ông châu đại diện các phường trên địa bàn quận Đồ Sơn. Đây là lễ hội truyền thống gắn với tục thờ cúng thủy thần, lưu giữ những giá trị văn hóa tâm linh mang tính cộng đồng và thể hiện tinh thần thượng võ của những người dân miền biển với khát vọng chinh phục thiên nhiên, cầu mong mùa màng bội thu ấm no hạnh phúc.
Tối qua ngày 22 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội thông tin cho biết, nghi can trong vụ bắt cóc sát hại cháu bé 21 tháng tuổi ở Gia Lâm là Giáp Thị Huyền Trang đã nhảy cầu tự tử sau khi gây án. Kết quả giám định ADN xác định thi thể người phụ nữ phát hiện tối 21 tháng 9 trên sông Đuống là Giáp Thị Huyền Trang, đối tượng bắt cóc sát hại cháu bé ở Gia Lâm, Hà Nội. Trên đường đi, do cháu quấy khóc, Trang sợ lộ nên đã xuống tay với cháu bé. Sau khi sát hại cháu bé, đối tượng Trang tiếp tục đòi tiền chuộc. Gia đình cháu bé đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trang với tổng số tiền 550 triệu đồng. Trên đường lẩn trốn, biết các lực lượng công an đang giáo diết truy lùng, truy bắt, không thể trốn thoát và sẽ phải đương đầu với mức án cao nhất nên đối tượng đã tự sát. Chuyển sang phần tin quốc tế. Philippines vừa đóng cửa hàng loạt các trường học sau khi núi lửa Ta'an ở tỉnh Batangas gần thủ đô Manila, Philippines phun trào khí độc và khói bụi. Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn Philippines cho biết, các nhà nghiên cứu tại viện này đã quan sát thấy dòng chất lỏng nóng ở bên trong núi lửa Ta'an dâng lên đến miệng và phun ra một lượng khí SO2. Cho đến nay, các nhà chức trách vẫn duy trì cảnh báo ở mức 1 trên thang 5 mức. Điều này cho thấy có hoạt động địa chất hoặc khí, hơi nước ở núi lửa không quá nghiêm trọng. Hồi tháng 1 năm 2020, núi lửa Ta'an từng phun ra một cột tro bụi và hơi nước cao 15 km, khiến hơn 100.000 người dân sinh sống gần đó phải sơ tán và hàng chục chuyến bay bị hủy do tro bụi dày đặc kéo dài đến tận thủ đô Manila. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang cân nhắc chính sách nhằm ngăn cản thế hệ sinh sau năm 2008 tiếp cận với thuốc lá. Các nguồn tin chính phủ Anh cho biết, Thủ tướng Sunak đang xem xét các biện pháp cấm hút thuốc tương tự như luật mà New Zealand công bố hồi năm ngoái, bao gồm việc cấm bán thuốc lá cho bất kỳ ai sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 2009. Tham vọng của Anh là trở thành quốc gia không khói thuốc vào năm 2030. Các chính sách đang được xem xét là một phần trong nỗ lực mới tập trung vào người tiêu dùng của đội ngũ Thủ tướng Sunak trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm tới. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA thông báo tàu thăm dò của họ sẽ đưa trở về trái đất một mẫu vật tiểu hành tinh vào ngày 24 tháng 9 tới sau gần 3 năm lưu trữ trong tàu. Nếu thành công, sự kiện này sẽ đánh dấu lần đầu tiên NASA thu thập và đưa một mẫu vật tiểu hành tinh trở về trái đất từ vũ trụ. Theo kế hoạch, tàu thăm dò OSIRIS-REx sẽ đưa mẫu vật trở về trái đất tại sa mạc ở bang Utah, miền Tây của nước Mỹ. Mẫu vật được thu thập từ tiểu hành tinh Bennu gần 3 năm trước đây và được lưu trữ trong tàu kể từ đó. Khi cách trái đất khoảng 108.000 km, tàu sẽ thả khoang chứa mẫu vật. Hành trình khoang chứa này trở lại bầu khí quyển của trái đất sẽ kéo dài trong khoảng 13 phút trước khi hạ cánh xuống khu vực thử nghiệm quân sự ở bang Utah vào khoảng 9 giờ ngày 24 tháng 9. Sau khi khoang chứa đáp xuống sa mạc an toàn, một nhóm các nhà khoa học sẽ kiểm tra tình trạng của mẫu vật trước khi chuyển đến một phòng chứa tạm thời để làm sạch. Một ngày sau, mẫu vật sẽ được chuyển đến một phòng thí nghiệm chuyên sâu tại Trung tâm Không gian Johnson của NASA tại thành phố Houston, bang Texas. NASA ước tính mẫu vật có thể chứa khoảng 250 gram vật chất, nhiều hơn so với mục tiêu thu thập ban đầu là khoảng 60 gram. Các nhà khoa học hy vọng mẫu vật sẽ giúp hiểu thêm về sự hình thành của mặt trời và cách thức trái đất trở thành hành tinh có sự sống. NASA dự kiến sẽ công bố những kết quả đầu tiên về mẫu vật này tại một buổi họp báo vào ngày 1 tháng 10 tới đây. Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ cho biết, đến nay bộ đôi tàu Ấn Độ thuộc sứ mệnh khám phá mặt trăng Chandrayaan-3 đã không có tín hiệu sống lại dù họ đã cố gắng hồi sinh. Sau đêm trăng dài bằng 14 ngày trái đất, vào ngày 21 tháng 9, ánh sáng mặt trời cuối cùng đã chiếu tới khu vực nơi tàu của Ấn Độ là Vikram của sứ mệnh Chandrayaan-3 hạ cánh. Tuy nhiên, theo tin tức mới nhất từ Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ ISRO, Ấn Độ cố gắng đánh thức tàu đổ bộ Vikram và tàu thám hiểm Pragyan thuộc sứ mệnh Chandrayaan-3 nhưng không thành công. Cho đến nay, các kỹ sư vẫn chưa nhận được phản hồi từ hai vật thể do con người tạo ra hạ cánh đầu tiên xuống vùng cực nam của mặt trăng. Theo NASA, nhiệt độ ban đêm trên mặt trăng có thể giảm xuống mức âm 200 độ C. Tàu đổ bộ và tàu thám hiểm của Ấn Độ không được chế tạo để chịu được cái lạnh như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.